Xin chào quý vị khán giả của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và chúng ta đang đến với đêm thi thứ 6. Lúc này thì trong phòng hóa trang của chúng ta đang rất là nóng hơn bao giờ hết thưa quý vị. Và chúng ta hãy cùng thử vào xem là các thí sinh của chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi nha. 안녕하세요. 인큽니다. 알았어. 어떡해. Wow, nhìn xa xa đã thấy nữ diễn viên Ngọc Khuê. Cái năm mà mình làm Ngọc Khuê thì mình bị hơi thấp điểm các bạn ạ. Bởi vì cái vai hơi to nha. Nhìn Ngọc Khuê hơi đàn ông nha. Nhưng không, mùa này thì sẽ hoàn toàn khác. Trời ơi, Ngọc Khuê quay ra cho mọi người nhìn đi con. Một chiếc mũi không thể nào thật hơn đang hiện diện ở trên mặt. Và con, tập hát của Ngọc Khuê đến đâu rồi? Rất là ổn ạ. Rất là ổn đúng không ạ? Là bé bé, là xinh xinh, chiếc cặp là xanh. Thử với con. Chân chân ác, trẻ nắng bức, bắt đêm càng giòn. Tập thời. Quên, trợ lý, cầm, quay. Rồi, tiếp tục nha quý vị. Đấy, nói chung là cô Ngọc Khuê là có những cái lả lơi, đúng không? Có những nhịp lả lơi và rất là điệu trong âm sắc luôn. Nhưng ở ngoài thì cô khi mà giao lưu với chúng nghĩ là cô không hề điệu nha. Cô chỉ điệu lúc cô hát thôi. Bắt đêm cắn rốn tập bơi là 2, 3. Bắt đêm cắn rốn tập bơi à. Ok, thấy cô Ngọc Khuê rồi đó. Cái giọng là giọng giả thanh đấy. Giọng mà giọng gió đó mọi người. Một cái chất giọng gió giả thanh. Thì hy vọng là ngày hôm nay với cái chất giọng gió giả thanh của con thì con sẽ làm thật là tốt nha. Dạ vâng, con cảm ơn. Yeah. Lạnh quá à? Dạ vâng. Quá lạnh. Nhà con, bà Ngọc ơi. Dạ chú. Mình là nhân vật gì chú quên rồi con? Dạ, con làm cô Hòa Minzy à. Hòa Minzy. Hôm nay anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh xèo? Bánh xèo hả? Bánh giò. Bánh giò thì chú hát đúng rồi mà đúng không con? Cô Hòa Minzy nha. Chú chỉ cho con một cái chiêu. Khi mà con bước lên sân khấu, hiểu không? Cô Hòa Minzy là rất hay có kiểu bật nhạc lên. Sau đó thì nhạc vẫn có lời của Hòa Minzy. Sau đó là con phải ngưng, nhạc tát. Hình như cái beat này hơi sai nhỉ. Đó, con hiểu không? Hình như cái beat này hơi sai nhỉ. Bây giờ cho cái nhạc đó. Nhạc bản này là bản mà có âm nhạc, có lời. Còn Hòa thì Hòa sẽ hát cái bản không có lời. Bật nhạc lại giúp Hòa là ăn điểm nha con. Hai cô cháu cố gắng kết hợp làm sao? Dạ vâng ạ. Nhớ nhá. Dạ. Ừ. Đấy, để làm sao mà lên mà một phát là signature. Đảm bảo cô Hòa cười rụng rún luôn. Đảm bảo luôn. Cô Hòa lớn rồi không còn rún để rụng nữa. Ôi nhà. Rosie ơi Rosie. Khi mà hóa thân hình Hòa Minzy thì cái điều khó nhất là cái gì? Là giọng của Rosie là giọng dày. Mà giọng của chị Hòa là giọng mỏng và thanh. Nên là cái giọng hoàn toàn khác nhau. Cho nên chủ chốt là bé sẽ gắn tim. Mình chọn một cái bài là bài ăn gì đây phải không? Nhưng mà rất sợ mập. Đáng nhẽ phải chọn mà làng quan họ quê tôi thì sẽ dễ giả hòa hơn đấy. Nhưng mà thật ra bài đấy dễ giả hòa nhưng mà không dễ hát phải không? Ừ. Nói chuyện hơi hòa vốn nhỉ. Sorry Rosie nhá. Rosie cứ ăn gì đây đi nhá. Ok, chúc hai cô cháu thành công tốt đẹp. Tiếp. Những bộ tóc giả đang gần lần được gắn. Những bộ tóc giả đang dần dần được gắn lên từng chân tóc của từng thành viên. Đây chúng ta đang nhìn thấy là Thái Bình. Thái Bình ơi, hôm nay mồ hôi rơi không? Thái Bình. Úi dồi ôi, như này. Thái Bình hôm nay làm ai đây mà áo dài tím đồ đây? Hôm nay em sẽ làm cô nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng phải không? Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng mọi người ơi. Hát cải lương mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng nữa. Một cái giọng cực kỳ nội lực. Và hát cải lương rất là ngọt, rất là mượt mà. Thế mình đã có tip gì để vượt qua được cái vai này chưa hả Thái Bình ơi? Không lo à. Tại vì em rất là thích cô Thanh Hằng. Cái giọng, cái cách nói chuyện sang sảng của cô á. Rất là kiểu, rất là phóng khoáng luôn. Đúng rồi, mình không giả được nên mình phải đồ cái khác đậm hơn. Đúng không? Nam Phong là út. Rồi ôi. Ôi chị. À, gọi là cô chứ nhỉ? Cô Hằng. Cô Sương. Ủa ha, thế chết rồi. Mày Hằng đến Hằng phụ diễn thôi. Trích nhiều thuốc quá, cũng quá là mất trí rồi. À, Tú Sương, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương không con? Ồ, hôm nay là con hát bài gì đấy? Con hát bài à, Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Ủa? Thái Bình, Nam Phong là cùng một team mà ta? Vâng ạ. Nhưng mà thể hiện hai vai khác nhau.
Mà hai vai đều khó nha. Hai vai là song ca với nhau và là ca khúc này là có tân cổ lẫn dấu gì em. Chết thôi. Đây là lần đầu tiên Nam Phong hát vọng cổ. Long chun mà bốc vào cái thực sự những cái ca hát cải lương này chắc là nằm dãy đành đạch ra, không thể chấp nhận nổi. Tại vì quá khó, không thể làm được. Thôi thì vạn sự tùy duyên con nhá. Tuần trước thì mình chưa may mắn, mình chưa được cái điểm cao nhất. Thì tuần này mình gỡ, con hiểu không? Làm thật là tốt. Quan trọng là cử, còn thở là còn gỡ nha. Rất tuyệt vời. Tinh thần thi rất tuyệt vời. Ủa? Để coi, để đoán có ai là sao mình không thể nhớ nổi ta. Chị là ai đấy chị? Dạ con đóng vai cô Quế Trân. Ồ, cô Quế Trân mà giờ có lúm đồng tiền luôn nha. Đó, zoom zoom kỹ à, cười đi con. Núm đồng tiền rất rõ ràng. Cô Quế Trân có cái núm đồng tiền rất là duyên đúng không con? Đấy, nhưng mà mình tập có thấy khó không? Rất khó. Cô tập ngày, cô là tập đêm. Tập ngày, tập đêm, tập đến hai cải lương là khó. Thế con ngủ vào giờ nào? Nói chung là Sớm nhất thì là 12 giờ. Trời ơi, quá hy sinh luôn. Bình thường 10 giờ là đòi lên nằm ngủ rồi đúng không? Rất là mệt rồi. Oh yeah. Nghe là con làm. Không, mấy bữa nếu như mà không có tập luyện thì 11 giờ cứ mới ngủ. Tại con cũng là người khó ngủ nên là kỳ này cũng không có khó gì nhiều. Xem cô Quế Trân kỹ chưa? Con đã xem rất là. Ngày mà nhất tuần hơi nhiều có ngại không? Con nhất tuần hơi nhiều đấy, con ngại không? Thôi, nói chung là nhất tuần thì nhất tuần nhưng mà vẫn có cơ hội đêm 7. Ồ, đó, cho nên là lúc nào cũng phải trang bị một cái gọi là tác phong cực kỳ chuyên nghiệp, rõ ràng, đúng không con? Vâng. Rồi, chúc con thành công. Khó đó nha, tuần này là khó đó nha, cố gắng lên nha. Cái mũi cao tớn lên là giống rồi đó. Vâng, một huấn luyện viên biến hóa đa sắc màu. Tóc vừa dựng như ngọn lửa tuần trước xong, sang tuần này là mình cũng là cô Quế Trân đúng không ạ? Không ạ. À là ai ạ? Song ca mà đúng không? Nghệ sĩ Ngân Tuấn. Hả? Ngân Tuấn ạ. Nghệ sĩ Ngân Tuấn. Nghệ sĩ ưu tú Ngân Tuấn. Trời ơi, sao hôm nay mà em toàn gặp phải các cô chú tiền bối mà lão làng mà toàn tài năng xuất chúng thế này thì thực sự là rất là khó cho thí sinh của chúng tôi. Chúng tôi đang rất là xì chét. Chúng tôi đang rất là hoang mang và lo lắng. Xì chét lắm à? Vâng ạ. Xì chét thì tất cả nó chỉ cố gắng là nằm lại xì chét ở cái khúc mà bước trước khi mình bước lên sân khấu rồi nhá. Vâng ạ. Bước lên sân khấu một phát là không có xì, không có chét gì cả nhá. Ừ. Cố lên. Lại giả nam à? Vâng ạ. Biến hóa đa dạng như tắc kè hoa thưa quý vị. Nói chung là các đội mùa này là rất là máu chiến luôn, không ngại sẵn sàng một cái, không ngại bất cứ một cái thử thách nào. Quê muốn hỏi Ngọc Quê giải nhất tuần là chưa nhất tuần đúng bét tuần giống mà Ngọc Quê sẽ đúc mà khó là, anh vẫn đang nghĩ cái chỗ đấy. Bây giờ anh thử một câu Ngọc Quê em xem nào. Không có kinh em là hồi đấy là cặp ba lá. Chiếc cặp ba lá là xanh là mắt nhắm là trắng treo, chiếc cặp ba lá là vàng. Nói chung là không thể giống được mọi người ạ, khó lắm. Cả Việt Nam chỉ có một người thôi đâu. Bây giờ thử nghe lại giọng của anh trước khi mình lên sân khấu nè. Xưa hè đông bắc bạch tim cân son. Ôi sao giọng hay vậy. Ôi ôi kiểu vậy đó. Rất là nể nha. Mà ở trong cái sân khấu mình chọn là chị Ngọc Khuê là để tóc ngắn như này luôn. Đúng như này luôn, vậy luôn đó. Nhưng mà mặt mà hôm nay là chị Ngọc Khuê làm hơi đàn ông nha. Đó cho nên là chúng khó, thật ra khó quý vị. Thật ra khó quý vị. Đó, tuy nhiên thì tại vì để cái tóc ngắn nữa. Nhưng mà tí nữa mà gọi là xong xua hết đây móng tay. Hy sinh từ bộ móng tay thưa quý vị. Không phải là hạng xoàng đâu. Nó có cả khuyên tai hạng xoàng luôn. Ừ. Còn ở đằng xa xa kia thì Whitney Houston của chúng ta đang mặc áo con mọi người ạ. Nên nó hơi nhạy cảm một chút xíu nha mọi người. Áo con. Áo con. Áo con mà. Thanh lịch văn minh lịch sự mà. Đó thì ở xa xa là đã thấy rồi, đã thành hình Whitney Houston rồi với một cái làn da được nhuộm. Rất là đẹp nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì đang, thấy quý vị thấy không? Khi mà đến với hậu trường của gương mặt thân quen thì mọi người hòa vào với nhau, thoải mái với nhau, không có việc gì phải ngần ngại nhau cả. Đó, và cái sự thân thiết của các thí sinh cũng là cái động lực để cho các bạn thí sinh nhí có thể nào mà các bạn tự tin hơn, thoải mái hơn.
Trời ơi, thế thì ngày hôm nay lột tả nhân vật một cách phải gọi là xuất sắc luôn, nhưng nó không phải là xuất vừa nhá. Xuất hẳn ra luôn nhá. Xuất hẳn. Sai ao luôn à. Đại ao. Xuất luôn à. Thế là Whitney Houston đang xuất rồi à? Xa xa được cũng bé Sĩ Luân nha. Ôi trời ơi. Lại một Whitney Houston à? Nhìn như hai anh em sinh đôi nha mọi người. Cứ từ từ nào. Nhìn như hai em sinh đôi luôn. Để bôi cái da đen này mất nhiều thời gian không ạ? Thật ra để bôi cái da đen này là đen đen đây thôi nhá. Lông xoăn hơi nhiều nhá. Dạ lâu lắm rồi là tả nhá. Ngồi từ nãy đấy. Nãy. Ngồi từ 8 giờ đến 8 giờ 10 mới xong đúng không? Không. 8 giờ là đánh cho bé kia. Mình 8 giờ 7 phút. Trời ơi. Đánh cho bạn 8 giờ 10 mới xong. Xong ngón tay thôi, đừng đùa. Lâu lắm mọi người ạ. Nhưng mà mọi người biết xong. Nhìn thấy thôi chứ nó rất là zip. Đấy, nó dính này mọi người thấy không? Phải cẩn thận, đụng vào nó trôi này. Đây đây đây. Ôi chết rồi, đụng vào phát bị lăng ben rồi. Ok. Ôi mọi người ơi, đấy, đến giờ phải lên sân khấu rồi. Nhanh lên nha mọi người nha.